Công an tỉnh Bình Dương hôm qua đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Thái Huỳnh Ngân, giám đốc xí nghiệp công trình công cộng thành phố Tân Uyên về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ để xe rác rút ruột ngân sách gần 2,5 tỷ đồng. Cùng bị khởi tố để điều tra về hành vi với vai trò giúp sức là bà Nguyễn Lệ Hằng, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật của xí nghiệp. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can nói trên theo điều tra ban đầu xí nghiệp công trình công cộng thành phố Tân Uyên ký hợp đồng vận chuyển rác của thành phố Tân Uyên từ bãi rác trung chuyển tới nhà máy xử lý tập trung của tỉnh Bình Dương, hưởng tiền từ ngân sách. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, một xe chở rác của hợp tác xã Thái Hòa được bổ sung vào danh sách xe trung chuyển rác của xí nghiệp. Tuy nhiên, xe chở rác này không chở rác từ bô rác Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương như hợp đồng, mà lại chở rác thải từ một công ty của Long An tới nhà máy xử lý rác của Bình Dương. Theo điều tra ban đầu từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023, xe chở rác trên đã khiến ngân sách thành phố Tân Uyên bị rút ruột gần 2,5 tỷ đồng, trong đó có hơn 1,7 tỷ đồng tiền xử lý rác và hơn 738 triệu đồng tiền thuê xe vận chuyển.